là một Bigobo sở hữu chỉ số phòng thủ thuộc hàng top đầu trong seri với định dạng tối cường bánh xe thiết giáp. Welcome back to Hobby Holic và welcome back to Bigobo Kaputaku. Ladies and gentlemen, welcome to Hobby Holic. Dangoron là một Bigobo trong hình dạng của bọ hút với chất sinh học của loài bọ, là một trong những Bigobo sở hữu sức mạnh cực lớn với khả năng đánh thức dạng siêu thức tỉnh Super Mode lên tới con số là 13 phút bằng với chỉ số của anh cả anh hùng ếch. Bình thường anh sẽ trong dạng hút lớp xe thiết giáp với chỉ số phòng thủ gần như là tuyệt đối. Thế nhưng với tốc độ chậm khi chiến đấu và bản tính kém chính xác khi thực hiện các cú ném lớp xe, anh phải chuyển sang dạng hút Super Mode nếu muốn hạ gục đối phương. Với tốc độ được bổ sung kịp thời cùng thứ vũ khí chính là Dango Sosa để hép phóng trợ lực, thì lực tấn công lẫn sức phòng thủ lúc này đều được cân bằng một cách triệt để. Một Bigobo được xem là khiên vững chắc tạo nên lớp phòng thủ của toàn team được thiết lập với danh hiệu Dangoron, người anh hùng bọ thiết giáp.